Xin chào cả nhà đã đến với kênh Hàng Nhật Nội Địa Kim Loan ạ. Hôm nay ngày 27 tháng 11 em lên clip này là một số đồ nghề bãi Nhật anh chị. Anh chị mua đồ bãi Nhật bên em thì đơn trên 400 chuyển khoản bao ship ạ. Ship code thì đồng giá 30.000 một đơn. Em ship đơn trên 60.000 anh chị ha. Mã đầu tiên là Y1. 60.000 ạ. Có 4 cây dũa. Như hình anh chị ạ. Dũa thì nó cây dài nhất nó tầm 12 xăng. Y2 50.000. Có 4 cây. Như video anh chị ha. Nó dài, lưỡi dài nhất cũng tầm 13-14 xăng. Mấy cái này cùng size hết anh chị ạ. Y3 50.000. À, cây bộ này nó có 5 cây. Cái cây này nó hơi mịn nha, nó hình tam giác nó mịn. 50. Y4. Có 4 cây, cây này là cái dũa móng tay anh chị. Có 3 cây dũa bự. 50.000 ạ. Y5. 4 cây 50.000. Y6. Mấy cây tu vít nhỏ 70.000. Với một cái đầu khoan. Có 2, 4, 6, 7 cái tu vít và một đầu khoan. Y7 60.000 ạ. Y7 60.000. Một cái nhíp dài. Nhíp này dài 22 xăng. Trong đó nó có 3 cây nhíp nhỏ nữa. Bộ này 4 cây 60.000 ạ. Y8 50.000. Nhíp chéo, một cái nhíp nhỏ với hai cây nhíp bên trong. 50.000 4 cây. Y9 50.000. Một cái nhíp chéo. Nhíp mũi thế này anh chị ha. Bộ này cũng 4 cây ạ. 50.000. Y10. Cây này 40.000. Dài là 20 xăng. Y11. Cái này hai cái 50.000. Này nó sẽ kèm cái ống hút nè anh chị. Và cái muỗng. Này hàng đã qua sử dụng ha anh chị. Này anh chị về vệ sinh thêm ạ. 50.000 ạ. Y12 100. Cây viết của Zebra. Của hãng Zebra ha. Hãng con ngựa vằn. Viết này nó hết mực anh chị ha. Cái này về thay ngòi. Bán cái vỏ ha. Thường những hãng này cái ngòi kiểu này anh chị nó sẽ bơm hay sao. Y100.000 cây này ạ. Y13 cây bút chì. Thương hiệu chữ Nhật ở đây. Cây này nó bằng cái thân của nó hình như bằng đồng nha anh chị, nó sơn nè. Sơn. Cái ngòi này nó phải 2B. Nặng tay ha. Cây này 100 ạ. Giáp 14 150. Cây này của thương hiệu đây anh chị. Này thì hình như nó mẹ vàng hết. Xoắn thế này nó ra. Mà cây này nó cũng hết mực. Còn mực ít nè. Này anh chị mua về thay ngoài ha. Ngoài nó kiểu như vậy. Nói chung cái chất của nó rất là đẹp. Đậm tay một xíu ạ.
150 ạ. C15 50. Cây bút này 0.7. Japan 50. A16 100.000. Cây cơm ba. Cơm ba này nó dài 13 xăng. Dùng ngòi này anh chị. Chất nó có hít 500. À, ở trên ở đoạn này nó không hít 500, ở dưới này có hít thôi. 100. A17. Cây này cũng 100. Cây này hai đầu nhọn luôn ạ. Cây lấy dấu. Chỗ này nó hơi hở nhẹ anh chị. Có thương hiệu Kent. A18 100.000. Cây này cũng cây lấy dấu ạ. 100. Có cái thông số nó dập chìm ở đây ạ. Này siết chặt được ha. 100.000. Y19 80.000. Cây này cũng cùng hãng. Nó dài 10 xăng ạ. Y20 100.000. Cây này bên y khoa nha khoa gì sao anh chị? Này em cũng không rõ cách sử dụng nữa. Dài 21 xăng ạ. Y21 100.000. Cây vá vỏ xe. Cái đầu này rất là nặng luôn anh chị. Nó nặng chắc cũng tầm mấy trăm gram, 400-500 gram á. Em đoán thôi nha, tại nó cầm rất là nặng. 100.000 cây này. Y22 80.000. À, có cách rồi. Móc vô thử. Rồi. 270 gram. Khá là nặng. Y22 80.000 ạ. Cái vận ốc xoay chiều được ạ. 80 của Browser. Loại này nó dài 14 xăng. Brow gì? Brow Phi Tun. Mm. Đầu khá là nhỏ anh chị, nó khoảng 0.5. 0.5, 0.6, 6.3 đó. 80.000 ạ. Y23 250. Cây dao chữ khắc thủ công. Cây dao nhỏ. Chốt của nó hình trái tim nè anh chị. Này có hình giống như nón lá, hoa anh đào. Này nón lá thì Việt Nam quá ha. Cái này không biết là cái gì, nhưng mà hoa anh đào. 250. Những cây này thì em cũng bao mài cho anh chị. Dài tổng dài 20 xăng. Y24 120. Phân búa. Dao chiếc cành. Này hãng gì ta? Nasu. Hãng Nasu. 120 ạ. Dài 17 xăng. Y25, những cây này là dùng để đóng dấu anh chị. Đóng dấu. Khá là dày dặn. 100.000 ạ. Dài 14 xăng. Y26 90.000. Này dùng để đóng. Đóng khắc 11 xăng của bên gỗ ha. Cây này A27 100.000, có logo phía sau. 9 xăng. A28 150. Thép giấy xanh. Mà lên thấy thép giấy xanh hơn chị, chứ không có dập chữ thép giấy xanh.
Mài lên nó ánh thép giấy xanh. 150 á, dài 10 xăng, Y29 150. Chữ dập chìm phía sau đóng dấu rất là dày. Dài 14 xăng. Y30. 50.000 ạ. Cây này dài 89 xăng. Y31 70.000. Không có logo phía sau đóng dấu dày dặn. Dài 9 xăng. Y32. Cái cây này nó dùng để cắm xuống thế này anh chị. Cắm nước vô, cho vòi nước vô đây. Xong thì anh chị sẽ chọn tia nước. Nó sẽ có những loại tia nước này để tưới cây. Này em thử rồi anh chị ha. Thử xài rồi, 250 ạ. Nó chạy tia nước để tưới cây ạ. Này. Xoay xuống này được ha. 250 cái này. Y33 200. Homma. Cái mẫu này á, tại em không trong nghề, em cũng không rành. Honko, tìm trên trang web Nhật thì cái này nó đã qua sử dụng là bán 3 triệu rồi. Kiểu đấu giá 3 triệu, mua liền thì hình như là 4 triệu á. 200.000 cái này, nó dùng để đo cái gì gỗ anh chị. Đo cái gì bên gỗ á. Gấp gọn ha. 200 này bên nghề gỗ nha. Y33. Này anh chị có thể chụp hình cái này tìm cái này trong trang web Nhật nó mới có nè. Chứ Việt Nam hình như không có loại này. 33. Y34 100. Cái này dũa nhưng mà dũa khá là lớn. Dũa rất là lớn. Dài nó là 16 xăng. Ngang là 3 xăng. Y35. Cây bấm, đồ bấm móng tay. Đồ bấm móng tay của Nhật ha. Cây này của hãng Kai anh chị. Có lò xo ha. 100.000 cái này. Cắt bén. Cái mũi của nó thế này ha. Mũi nó không có nhọn rồi. Y36 100. Này của Anbo. Cái phần này thì cái lò xo nó cứng hơn chứ nó không được mềm như cái của Kai. Mà mũi nó thì nhọn hơn. Này thì không bén bằng ha. Mũi nhọn hơn. 100.000 ạ. Y37 50.000. Này thương hiệu dập chìm Kikuhide. Ngon ha. Kikuhide. Nó gấp thế này anh chị có thể treo móc khóa ha. Này nó có cái Nó bấm bằng gì ta? Khá là nhỏ, nó sẽ bấm không được nha. Nó thiếu cái gì? Này không biết nó thiếu gì anh chị bấm không được. 50.000 bấm không được. Y38 80.000 cái này của Kai. Lưỡi cong dũa kim cương bên ngoài, những cái hãng Kai anh chị bấm móng tay rất là sướng, rất là bền. Mua sử dụng cho Y39 dũa kim cương. Bấm rất là bén anh chị. Sao nó còn bén như vậy, người ta cũng bán bình thường. Người ta cũng không xài. Không xài nữa. 70. Y40. Những hãng Kai này mua mới rất là mắc á. 50.000 ạ. Của hãng Kai luôn. Dũa móng tay kim cương. Cái lưỡi này nó bằng ha anh chị. Rất là ngon. Y41 70.000. Của Kai. Lưỡi này lưỡi cong. Nó phải bén rồi, cắt giấy nó mới kêu nha anh chị.
Y42 50.000. Này của Kai Vũ Kim Cương luôn. Này nó hơi cũ một xíu. Ê, cái này nó bị hư rồi, bị lỏng rồi. 42 bỏ. Y43 90.000. Này của hãng Kai Vũ Kim Cương. Mấy cái này là cho giá thôi, em lên em mới test thôi. Mấy cái này nó có giá cố định rồi. Y44 90.000. Này bằng kim loại hết anh chị. Mắc in Japan. Nó hơi nặng tay xíu ha. Dũa của nó thế này nè, nó hơi lấn cấn xíu. Đây cái này cắt không được bén à. Cắt nặng lắm không bén, cái này bỏ đi ha. Y45 70.000. Dũa kim cương. Này của hãng nó dán tem nè anh chị. Cắt ok ạ. Y46 100.000. Nó có chữ OAS. Này không biết để làm gì. Này giống để chơi nhạc anh chị. Cái trái tim này nó hơi xước nè, có vài đường xước ha, vài đường xước bên lớp si. Một trăm nghìn cái này. Y47 50.000. Có logo dập chìm cái là bàn. Có chữ Japan ha. Xoay cái kim nó không có xoay ta. Hướng nào nó hướng làm một hướng cho nhỉ. Này không biết anh chị xem thử như vậy là nó ok không nha. Này cố định lại nè. Ạ. Y48 60.000. Cái này giống như là dùng để lấy góc, lấy mấy cái góc này nè cho bên làm túi rồi hay sao á. Hoặc là em có một cái mẫu nó có cái nhọn lên dài, nó dùng để khử mùi tay. Mình làm cái làm đồ mình rửa mình khử mùi tay này. Em không chắc công dụng của nó. Y48 á. Y49 40.000. Cái hộp nến dài 7. Dài 7 xăng. Cái gì? 7.5 phi dài 10 xăng. Hộp này nó có 2, 4, 5, 15 cây keo nến. 40 Y 50 50.000. Nó là một cây điện, cây thử bút thử điện. Và một cây teaser, một cây bút thử gì, thử buri. Nó có hai cây hai công dụng, hai Japan. Thử điện bình thường mình sử dụng cũng được anh chị. Y51 80.000. Cái này đồ mài dao. Chắc nó hơi bám rỉ xíu, nhưng mà kim cương của nó vẫn xài ok anh chị ha. Này chưa có mài. Mấy cái kim cương này nó sẽ ăn thép, nó mòn thép á, nó bào thép á. Nè, khá là bén rồi nè anh chị. Ok. Này xài cũng ok. 80.000 ạ. Y52
80.000 đầu nối hơi của Nito Made in Japan 80 A53 80.000 đầu nối hơi One Touch Couple 80.000 A54 cái đồ vệ sinh Buri xe máy 30.000 A55 80.000 cây lấy dấu cây rọc Comba của Ofa 80 A56 50.000 cây này ổ chia điện, cái này ở trong là bằng đồng hết nè anh chị, chân bằng đồng ha, chia điện chân dẹp hết ha, 50.000 đồ của Nhật nó xài chân dẹp hết anh chị. A57 cái này dũa mà nó có cái khung này không biết để làm gì nè anh chị, nó sẽ cố định luôn ha. 100.000 cái này cái phần dài này 14 cm. A58 cây vặn ít vặn, cây vặn ốc nó có lực ở đây ha, nó có đo lực ở đây No 0.167 Japan 40kg model free. A59 à, cây này cũng khá là nặng ha, nó dài là 18 cm. A59 80.000 cái đồ gắn nối ở trong cái nhà tắm, trong cái vòi nhà tắm 80, hàng mới, còn phốt còn đồ trong này anh chị ha, gắn đồ lọc ở trong này. À, chưa bóc bọc luôn ha. 80 A60 cái này nó cũng gắn bên trong cái vòi nước mà. A50 Made in Japan A61 cái ổ khóa dây cáp khóa xe đạp, khóa cổng này, khóa người gian à, khóa người lành thôi chứ không khóa người gian được ha. Mấy cái này chắc nó cắt cũng không khó. A62 40.000 này cũng hợp còn nguyên anh chị, cái này vặn vô tường, vặn vô gỗ làm móc chữ Nhật ha, hợp còn mới nguyên, hàng Taiwan ha, hàng Taiwan xuất Nhật. 40 A63 cái cần đo đi câu cá câu đồ này anh chị, đi đâu mình tiện mình xách theo, 8kg đến 15kg ha, 150 cái này. A64 250 cái máy cân ký, cần ký khi đi đâu đi du lịch 2kg 9, 3kg về lại tắt là bấm nút này, nó kèm có một cái thước dây ở đây nữa anh chị, nó không biết nó dài nhiêu ha, kéo sơ sơ thôi để nó hư cái lò xo. Bên trong đây thì xài pin tiểu bình thường, chữ của nó dập nổi, khoảng 45kg, 10g đến 45kg, 250 A65 180 cái này là hàng kéo cắt cành, hàng Taiwan xuất Nhật, Taiwan xuất Nhật kéo cắt rất là bén ha, cắt hoa, cắm bàn thờ, cắm chân, sắp Tết rồi nè anh chị, cắm hoa rồi, cắt rất là tiện luôn, làm vườn cũng ok lắm. Em chợt nhận ra là tí mà lỡ dẫm vô là xương, gai rất là ngon, thép không rỉ á. 180 cây này. Y 66
cái súng đổi chiều ha, left right. À nó có cái đồ sạc nữa, anh chị mua em bỏ thêm đồ sạc nha. Đồ sạc này em có rồi. Nó sẽ có mấy cái lục giác ở đây anh chị. Này bộ này thiếu lục giác. Vẫn ok ha. Giữ không có giữ được nha. Rất cũng khá là mạnh. Khá là đau tay khi giữ nó đó. Không giữ được. Y66, Y67, 108, súng hơi. Súng rất ok luôn. Em thử rồi ha. 108 cây này. Y68. Cái tay thắng. Này DA Compi. Có logo ha. Tay thắng xe, hai cái này 150 ạ. Y69. 150. Này của Catcher. Cái này 150, có vết rách ở đây. Bữa trước, tuần trước em có bán rồi. Có anh chị gì đó chốt mà xả đơn. Xong có vài khách hỏi lại thì em có vài khách hỏi thì em quên. Cái này cũng của Catcher mà nó mới đẹp hơn. 250, nó không bị rách hai đầu ha. Cái kia hai đầu góc nhỏ thôi, không có đáng kể. 250 ạ. Y71. 150. 150 cây này. Cây này để mở. Mở nắp bình xăng, bình dầu. Cái size của nó có chữ Japan đây ha. Chỗ này nó hàng Nhật á. Mình thấy có cái chỗ gì tháo tháo là trong đó nó sẽ có một cái dụng cụ gì đó nữa. Không biết cái chỗ này có tháo được không. Không tháo được. Đường kính nó khoảng là 10 xăng. 10 xăng là vặn được anh chị. Y72, 150 ạ. Cái này, này em có cũng khoảng 10 cái như vậy anh chị. 150. Cái này của hãng Mitolo. Vặn bình xăng, bình dầu. Này giữ cố định. Giữ cho nó cố định rồi kéo ra, kéo vào ha. Kéo ra, kéo vào. Để mình siết cái đó xong mình dùng cái này. Nó sẽ dùng làm cái chốt cho mình. Khi mình đẩy cái cố định thì nó sẽ làm cái chốt. Cái này 150 ạ. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.